Các bạn lên chưa? Chúng mày đứng nó dùng chưa? Thứ hai. Là bắt bóng ổn định lên. Và cố gắng thật nhiều. Ổn định cho bạn. Đập lên đầu, đập không được thì xử lý. Thấy chưa? Cả hai bên luôn. Cả hai bên trong luôn. Cái này nó đi vô đánh thứ. Thấy chưa? Cố gắng. Đánh không vô. Thấy chưa? Thôi. Cái này dễ quá mà. 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 Đúng không? Bình thường không? Được. Dạ. Nhớ nhắc nhở này. Sức. Dạ. Cái gì lỗi gì đó là trọng bài, chứ không có nghi hoặc khán giả, không nghi huấn luyện viên. Dạ. Nhất là những chiều dính như thế là trọng bài người ta bắt. Nhưng mình đừng có giữ bành đấy, mình cứ 4 mắt nào hết, mình dừng, mình bỏ, mất có nhiều cái. Đông đi lên cấp bộ đi bộ rồi về không có nói này nữa đó. Ai không muốn đi Trung ương này. Bữa mới đi Hà Nội về. Đây đâu có xéo sở. Lên về kia con ha. Kéo thẳng vô sở rồi ra Trung ương đâu. Ê. Đi đồ hình con. Hả? Ừ. Quay lên về kia. À cái ở dưới đó kìa. Cái này tao cũng không giá mà. Để vô mấy cái vòng nó có thêm hai trọng tài viên hai bên nữa đẹp. Vòng sale là có, vòng sale dùng vòng sale nữa là có. Dùng lại. Vòng có là dùng cặp dùng lại. Để vòng knock out mà. Anh Liêu. Có hai thằng hai bên nó ngồi luôn. Rồi, tạm quan phát bóng. Đậu à, đậu hình chế á. Rồi coi mà hỗ trợ cho ông bị đem chân mà. Hôm qua xuống bệnh đeo chân mình. Mình đi coi hình quăng như ai không? Mình không xeo. Để xeo kìa, đó, chân bóc kìa. Cũng được rồi. Đó, Lưu Bình không? Mấy chân bóc mày thích cái đồ. Cái đùi nó to lắm. Cái đùi nó thon mày. Như là nó đùi nó thon. Ê. Khởi động nha, mang nghe khởi động. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Oh!
chúng ta cũng gặp nhau như tư lúc mấy cảm thấy rất là hay rồi có và chiếu tay không chạm hồi nãy vô ông chửi mày đấy đợi tao trước nãy vô ông chạm ông chửi mày mày với Vân Các bạn chuẩn bị, 1, 4, 3.
bên một bên không để chạy đi tận đi bên này đang quay bên này cố lên không thì anh này là không phải mấy đứa đứng xe vô quốc đi chơi là 20 á sang sớm rồi dẫn viên là chúng ta chụp bàn mấy đứa đánh lâu cái nồi luôn đâu quay đâu có đạo cái bàn điện luôn đập mạnh phải ủa cái bàn mày nó nhẹ mày nó tự rớt rồi mày có phải tao 20 cái đạo nè anh liền anh không mấy đứa một mà gần hết mấy bốn gần hết rồi á hai bốn này cái bàn này nó cũng là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Qua
chế coi chỗ nào. 18 chưa? Không 8 sao? Đó là cấp đâu đấu là mình rồi, hai người rồi đó. Còi đâu hay cái còi thở đâu mà lui ra, lui ra, lui ra. Tên sát một chút. Bây giờ bên này đúng không? Ngoài đây. Ngoài. Yes, hands!